Ok, nhưng mà có thể nhìn thấy hiện tại bây giờ ở round đó chính là 2.7, mình đã có 5 laptop rồi. Thì sau khoảng thời gian du học bên BBE thì bây giờ mình lại về lại xe ở Việt Nam mà quẩy thôi. 5 laptop được boost cũng khá là mạnh đấy. Để xem là game nào là mình sẽ có quả trứng level 5 mà không. Hy vọng là sẽ có một vài quả trứng level 5 xuất hiện để mình sẽ cho anh em xem đội hình gọi là lấy thịt đè người nha. Tầm 3 giáp thiên nhiên nổ hũ thì đỉnh cao luôn á. Ok, gì đây? Trang bị. Trang bị này thì hơi dở rồi. Uầy. Ngon đấy nhở. UD2 Zyra. Nói chung bây giờ thì mình đang hướng là sẽ cho con Nili vào mọi người. Mình đang hướng cho Nili vào nên là mình sẽ bán đi và cho Nili vào để có thể để dùng con Nili nó carry mọi người. Nili tuy mới chỉ có 2 sao thôi nhưng mà vẫn ổn, vẫn ok. Có thể game này nếu mà nhân phẩm cao nữa thì mình sẽ dắt dát vàng đội hình long tộc cho anh em xem luôn. Long tộc full 3 sao từ đầu đít luôn mọi người nhá, từ từ gọi là Zata, Galeon lẫn UD và tất cả mọi thứ luôn. Ông này đang có cho mình đó chính là, ô chết rồi, mình để Nili lên cao hơn là hơi sai rồi. Hay quá, choáng hay quá IC rồi. Ok, win rồi mọi người ạ. Nếu mà lên được Nili 2 sao thì đỉnh quá, ngon quá. Để xem nào, sau khi có 5 long tộc thì sẽ có quả trứng gì không. Trứng đà điểu. Oh my god, đúng quả trứng đà điểu thật mọi người ạ. Quả trứng này thì chịu rồi. Quả trứng này thì bó tay chấm com rồi. Không thể nào có thể gọi là sánh bằng được. Một quả trứng siêu to, siêu khổng lồ anh em ạ. Này, to chưa? Nó đang tỏa khói này. Kalista gặp rồi, ông này mình sẽ bỏ. Ui, ai cũng khỏe thế. Bọn Nili xuống dưới một chút đi mọi người ơi. Đây đội hình 5 long tộc người nó không không có gì liên quan nhau cả. Riêng 5 long tộc với người không liên quan đến nhau cả. Vậy nên là cái đội 5 long tộc là khiến anh em gọi là ít chơi cái mùa này là đúng rồi. Bởi vì sao nó hơi chán và nó hơi yếu. Ở mùa sau thì nó sẽ có hệ đó chính là hệ ngoại binh. Một cái hệ mà nếu mà xét về tầm thú vị thì mình cũng không thể nói trước được. Bởi vì sao mình mới chơi cũng vài trận thôi thì ngoại binh thì cũng khá là dễ chơi mọi người, bởi vì có găng màu lăng cũng rất là khỏe. Găng màu lăng bù cho nó đồ one shot, bắn một phát rớt một vàng ra cũng rất là ok. Rồi ok, lên nâng cấp một quả trứng một chút, đó chính là quả trứng level 2. Đấy, kiểu từ 1 đến 1, 2, 3, 4, 5 đấy, kiểu thế nhỉ. Cũng ngon phết đó. Rớt ra từ từ trứng level 1 lên trứng level 5 đi. Kalista đồ đẹp quá. Game này thì mình cần phải có một con như kiểu con ở Phaelos đồ thế giới thì mới ra với có thể carry đồ hình được. Chơi long tộc mọi người, chơi long tộc mà trứng nó nở ra cùi bắp quá thì khó 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 dãy chết lắm. Có đồ Raven này. Ôi không, có BF. Đồ Raven nếu mà cầm combo này cũng khá ổn đúng không? Nhưng mà nếu như mà xét về, ôi quên mất, mình tính lấy cái trang bị cũng BF cơ để nó thể làm cho con AC của sâu zin cơ, mà thôi cái lấy này cũng được, kích hoạt cung thủ cho ở Phaelos luôn. Hay, ôi xin nữa bắn nhầm. Đây tao tặng cho mình món trang bị đó chính là con đồ Phaelos thì cần phải có một cái sâu zin mọi người, bởi vì sao? Bởi vì nó tận phải tận 17 con đánh thì nó mới dùng skill một lần được, bị nép khá là nặng. Game này thì mình vừa check qua thấy một lần thì cũng có vẻ như kiểu không ai chơi long tộc nhiều. Long tộc bị lãng quên rồi.
Như mình đã nói rồi, mình sẽ lấy một cái sâu zin. Để cho được payload nó nhảy một phát nhanh hơn nhá, nhảy nhanh hơn. Top 1 mình gặp Galio. Ông này thì đang chơi vệ binh thì chắc chắn là sẽ cầm Galio rồi. Mình đang có 2 Galio rồi. Đi vẫn 2 mũ cây le luôn à, level. Ui. Level 6 có cái le à? À, ông này chắc là mình nghĩ là ông ấy nhặt được cái món quà ở dưới mức 40 máu rồi. Ờ, Phaelos Sojin. Nhanh hơn rất là nhiều đúng không? Giật một phát thế nào? Đúng rồi đấy, đó là chính là thứ mình cần. Một phát nữa thôi, một phát nữa clear map. Đúng rồi, hay quá. Chuỗi thắng thôi. Bây giờ mà lên được 2 sao nữa thì ngon luôn nhỉ. Trứng thì vẫn chưa gì thay đổi cả, toàn là trứng 3, trứng 2 thôi, chưa có trứng 5 mọi người ơi. Thì vào ngày khoảng tầm mùng 4 tháng 11 nhỉ. Mùng 4 tháng 11 thì lúc đấy chúng ta sẽ được quẩy được trên mùa 6 ở trên server Việt Nam. Ui cái này đã bùi đồ. Ui Galio 2 mũ nữa à? Chất lượng vậy. BF đi. Hay quá, sâu gì. Mình bắt đầu lấy lại thế trận rồi mọi người. Bắt đầu lấy lại, giành lại thế trận một chút đi nhá. Ngon. Mình đang suy nghĩ là có nên non một chút không. Hay quá. Long tộc full 3 sao nào. Phiu. Xin tí tiết. Xin tí tiết. Xin tí tiết nào. Xin tí tiết nào bạn ơi. Thôi, đừng nói là nó một mình gánh hết nha. Gánh hết vào đấy là hơi ảo. Ông này thì cây le. Ui, cây le đồ thế giới rồi. Cây le đồ cực xịn lắm mọi người ơi. Trang bị thì bây giờ mình sẽ my god, lấy cái này đi. Temo luôn nè. Udi không, con Phaelos không lên nổi 2 sao ta. Galio 2 mũ 1 găng, 4 quân đoàn 3 thiên thần. Máu của con Kale là 800 thôi, mà sát thương của con Phaelos thì nó tới được 481, vẫn chưa đủ clear được. Gặp luôn rồi. Hy vọng mình giết ông này nhờ. Ông này nếu mà để càng lâu thì càng nguy hiểm mọi người ạ. Để càng lâu càng nguy hiểm, khó giết lắm. Cây le thì đồ đẹp nhưng mà được là nó chỉ toa một cái là cây le này không có khả năng hồi phục đấy mọi người. Nó không có khả năng hồi phục, nên là khi mất máu thì nó sẽ không thể gánh team được. Nếu mà thay vì cái giá chấp trên thiên nhiên là một cái bàn tay công lý thì lại khác. Sổ mạnh chưa? Mình bảo rồi mà. Để càng lâu càng nguy hiểm với ông cây le này. Một đối thủ khá là khó chịu đấy. Chúng ta vào 4 à. Hammeringer luôn à. Aksan à. Game này mình muốn dắt vàng của hình long tộc các mọi người. Nên là mình sẽ không cầm con không cầm con ấy. Không cầm con Hammeringer mọi người. Bởi vì sao lấy nó cũng hơi vã đấy.
AC chuẩn bị 3 sao rồi. Lấy Vego ấy. Vego cầm để lắp cùng down đi mọi người ạ. Mất Vego rồi. Là xoay xích cuồng đao rồi nhá. Aksan à, Aksan ra ở thời điểm này nói chung là mình bây giờ mình chỉ cần con Phelot 2 sao thôi, chỉ cần thế là đủ rồi. Còn Aksan thì có thể kích hoạt 5 tộc 4 cung thủ nếu như mà nổ hũ. Này đúng không? Con này đang cháy rất rực rồi. Bộ đối thủ rất là đáng sợ đấy. Những round tiếp theo. Ui, trứng lên vào 5 mọi người. Nhưng bắt đầu hấp dẫn hơn đấy. Hạc san luôn à? Ở phải lốt 2 sao của tao đâu? Hammer. Hay quá IC ơi. Mình đang dư mất một con, đó chính là con được Phaelos. Chắc nghĩ mình sẽ bán được Phaelos đi để cầm đai máu hơi phí. Mình sẽ lắp một cái chuyện quỷ thư gì đó. Quỷ thư mọi người nhá, lắp quỷ thư luôn. Mình sẽ dắt vàng đồ hình long tộc mà. Gailo cầm quỷ thư thì nó rất là hợp lý luôn. Bởi vì sao? Nó cái sát thương của Gailo thì nó kiểu skill rất là rộng á. Nên khi mà kết hợp một cái xem áo xong một cái quỷ thư vào thì sẽ rất là ổn áp. Khóa AC chuẩn bị 3 sao rồi. Mình muốn có búa rèn, có muốn gõ cái đồ ra. Giờ có Nico thì ngon. Nico vàng. Một cái trang bị này. Một cái trang bị đó chính là một cái găng. Hơi khó chọn bây giờ mọi người biết không. Bây giờ mình phải bán một con gì đó đi này. Ui hay quá. Này thì ngon quá rồi đúng không mọi người. Đấy nó khó đoạn này này. Rất là khó cái đoạn này. À cái này đồ hay là tướng đây. Ôi tại sao không ra sớm nhở? Mày ra sớm tao đỡ phải bán không? Mình cứ tưởng là tướng ấy mọi người, mình không nhặt ấy. Lỡ mất bán mất 2 con Udi rồi, phí thật. Trứng level 5 vẫn chưa nở nha mọi người ơi. Hạc san đồ đẹp quá rồi. Giờ khủng lồ nữa, thế này thì nhức nách luôn. Ba trận win, trứng level 5 vẫn chưa nở mọi người nhá. Trứng level 5 vẫn chưa nứt. Gì đây, thiết giáp áo xoang lửa, quỷ thư Moreno, đấu sĩ. Chắc chắn là mình sẽ chọn áo xoang lửa rồi. Mày không chịu ra, ui lại này này. Lại cái này mọi người ạ.
bây giờ mình vẫn mình bây giờ là mình đã có thể kích hoạt được 4 cung thủ rồi mọi người nhá, nhưng mà do cái lượng tướng nhiều quá nên này nước rồi, mình chứng lại phải làm nước rồi, ra sau nó nở rồi, ra sau nó nở khóa đi. Bây giờ mình có thể kích hoạt 4 cung thủ rồi, hy vọng sẽ ra thêm khoảng 2 giáp thiên nhiên nữa thì đỉnh cao. Ui Velcot đồ gì này, đồ sinh ra để hủy diệt à? Ui trời ơi khỏe vãi nổi chứ không. Level 8 gắt chưa, 10 máu nổi được trứng. Ui thêm một cái giáp thiên nhiên đó mọi người ạ. Vãi cả nồi vậy, thu luôn à. Ôi chơi tiếp được không, mình đang ở level 9 rồi đấy. Long tộc này, cái thứ mình cần bây giờ là á, không ạc san, không ạc san, người ạc san thì ngon rồi mà không có Lucian, Olaf, Axan. Có Axan mình lên Axan 2 sao được ngon rồi. Mình đang bị mất cái chỗ Axan này này. Nó khá là phí với cả anh em đâu. Set 13 mà đang còn kiểu slot nó chiếm nhiều quá. Kèo khó thế nhở. Thà mình không dắt vàng đi, dắt vàng khó chơi quá anh em ạ. Này nó dư ban set này, AC này. Top 1 Lucian 2 sao. Trời, Axan của chất lượng quá. Đổ mất đen phải ăn CC luôn kìa. Má. Tao lại mày nó game, mày dùm ơn dùm ra cái gì cái đi. Má đổ phộng. Mình bắt đầu cảm thấy bực ức chế cái game này rồi đấy. Chỉ vì cái thế thôi mà bị vướng mất, bị thua mọi người. Mình bị thua chỉ đơn giản là vì mình muốn lên 3 sao hết ấy, mà game nó vãi nổi quá. Nó méo cho nên méo ra gì cả để mình có thể kích hoạt được. Giờ mới ra tướng là ra tướng tôi đập máy tính luôn đi ra tướng. Hy vọng có một cái deco đi. Giờ có một deco thì nó sẽ giúp mình khá là ngon mọi người. Một cái deco thôi. Mình sẽ đặt sẵn 2 thì mới ra win được. Cây le này. Chắc giờ mình sẽ bằng cây le rồi. Quỷ vương Đồ đa vấn 2 Nili. Cầm găng à, Neko đi.
tiếc ghê, xứng lên vào năm các kiểu mà không ra cái Nico nào. Người này giờ mới ra tướng, ra cái cửa mờ mày luôn. Chỉ cái này, tao lên DC 3 sao mới ra này, ra làm gì vậy? Hay chơi bài nhỉ? Ok, xoay bài đó mọi người ạ. Mình cảm thấy này là quá đủ rồi. An hành quá đủ với long tộc là quá đủ rồi. Hai giáp thiên nhiên cũng là quá đủ rồi. Tham quá là gì? Thâm lắm mọi người. Tham thì thâm đấy. Xoay sang hiệp sĩ cơ với cung thủ đi. Đúng rồi, phải thế chứ đúng không? Phải thế chứ. Bây giờ lên được Axan 2 thôi là đỉnh cao luôn. Ui, hay quá. Thế này thì ngon quá rồi mọi người ơi, ngon quá rồi. Mình đang dư gì nhỉ? Dư một con Galio đúng không? Cái mặt hiệp sĩ à? Ông này Temo Nearly chắc là ăn được nhỉ. Nếu mà thua ông này thì cũng hơi căng đấy mọi người. Nếu mà thua cả này thì chắc đấm một mõm luôn. Ông này thì có mỗi con Velcot thôi. Có cái Velcot là đáng sợ thôi. Còn Naxxan 2 sao của mình thì trừ khi bị con Syndra nó quăng như kiểu ok, win rồi. Mình thì chơi long tộc thêm chút nữa để kiếm thêm một quả giáp thiên nhiên nữa, nhưng mà không ổn rồi. Có long tộc này, có Galio kìa, vệ binh kìa, Axan Sojin. Mình sẽ lấy, nói chung là bây giờ thì mình muốn lấy Galio cơ mọi người, bởi vì mình muốn lên Galio 3 sao á, còn hai nữa lên 3 sao rồi. Này sẽ ổn hơn đúng không, hay là như này? Bởi vì cái ông top 1 thì sát thương cũng không nhiều. Ui, lúc sẵn chỉ 3 sao à? Lúc sẵn chỉ 3 sao. One shot. AC phát nữa, AC. Mày chặn à? Mày chặn với ai? Ông này thì khỏe thật đấy. Lúc sợ chỉ 3 sao này. Galio. Hai Volibear luôn. Xem có di chuyển hình đấy không, không mọi người. Không di chuyển hình nha. Hy vọng đến ra đi chợ đi để có thể làm quả Galio 3 sao luôn. One shot. À, đổi con Velcot qua bên kia. Nhưng mà ông không biết là con AC của tôi cầm 2 Sojin à. Chết luôn ông ta, còn bao nhiêu máu? 26 máu à. Chắc chưa chết đâu, vẫn còn một round đấy. Hy vọng sẽ được Galio 3 sao mọi người. Lucian chuẩn bị 3 này. Ông level 7. Mình thì đang ôi thiên thần à, nó ra tấn gì đâu ấy nhở. À có thiên thần nữa luôn này. Ôi
hai Phaelos. Tại sao nó phải là hai Galio? Hoặc là hết vàng rồi. Nhưng mà ở level 7 mà Ron được Grand Lucian 3 sao thì cũng hơi chất lượng đấy. Cũng không phải dạng vừa đâu. Bố rèn. Ui có Nico mọi người ạ, ngon chưa? Và cái gì đến sẽ đến mọi người ạ, Galio 3 sao nha. Perfect. Ok, bây giờ thì không phải sợ bố con nào rồi. Oh, ông này ten chưa mọi người, còn một clue sẵn lên 3 sao này. Ôi, một clue sẵn nữa, không lên nổi, cũng khá là đau đớn đấy. Vâng, trận chiến sẽ kết thúc tại đây. Đúng không? End game. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau nhé. Bye bye, tạm biệt.